Nấu máy cho anh em mình nghe luôn nha. Nấu bằng điện. Bao hơi bao khói nha anh em. Mã số là 22117. Con này 27 PS nha anh em. Tua 3,5. Nặng khoảng là 1 tạ 6. Nặng 150 kg. Mô sạc lớn luôn, máy chưa có nước nè, mới nổ nó không có nước, hơi bốc khói nè. Máy này thì mới chất lượng khoảng 80% nha anh em, 80-90% chất lượng nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào mua thì mình có thể mình liên hệ số điện thoại là 0913-98706 hoặc 0913-719-519 hoặc số điện thoại 0777-92826 nha anh em. Thì cửa hàng em gần ngay chỗ dòng xây huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đây, ngay chỗ dòng xây có cây đuốc ha. Địa chỉ là 277 Hùng Dương, thị trấn Lai Châu, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì con máy này là Mitsubishi K3S 27 PS, tua 3,5, nặng 1,5 tạ nha anh em. Thì công suất của nó là 27 PS nha. Anh em nào mua thì có thể liên hệ số điện thoại ha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em. Thì những con máy này có giới thiệu lên YouTube rồi, thì em giới thiệu sơ lại thôi. Anh em nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ số điện thoại là hồi nãy có đọc ở nhà hoặc là trên màn hình nha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em.